Rồi, hôm nay thầy hướng dẫn em giải cái đề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm 2023 hóa lớp 10 thời gian 45 phút của trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên ở quận Phú Nhuận. Rồi đề này gồm hai phần trắc nghiệm 7 điểm, nó cho là 27 câu, 28 câu và tự luận 3 điểm. Và A điểm cho là 3 bài. Và sẽ đi vào câu thứ nhất. Rồi, câu nhất như thế nào? Tính axit của các hydroxide đó, này biến đổi như thế nào? Đúng không? Thì mình biết XY là thuộc nhóm 4A, còn S là thuộc nhóm 6A, CL là thuộc nhóm 7A. Đó, thấy không? Và SI là nó là 10, 14, S là 16, CL là 17. Thì mình biết 14 là một S-bình, 2S-bình, 2B6, 3S-bình, 3B2. Tức là mấy cái này nó đều thuộc chu kỳ 3 hết. Ta thấy ha. Trong cùng chu kỳ 3. Chu kỳ 3 theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì tính axit, đúng không? Tính axit nó là tăng dần. Đó, cho nên suy ra là thứ tự dẫn đến thứ tự tính axit tăng dần, đúng không? Là H2SiO2 bé hơn H2SO4, bé hơn HClO4, cho nên biến đổi theo thứ tự là tăng dần á, thứ tự tính axit tăng dần. Vậy đây mình chọn đó là A, C tăng dần. Rồi ta qua câu số 2. Ở này thì tính giải thêm một đề lý nữa đó, nhưng mà thôi để đi, để bữa sau có gì giải thêm. Nay cũng thầy cũng dạy cũng hơi đuối. Chu kỳ là giải các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử của chúng. Chu kỳ này là giải các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần nguyên tử của chúng có cùng gì? Chu kỳ, đúng không? Nhóm thì nó cùng là gì? Nếu trong cùng nhóm A là có, nó có cùng số electron ở lớp ngoài cùng, còn chu kỳ là có cái cùng số lớp electron. Số lớp electron. Được chưa? Vậy ta chọn đáp án là B. Chọn B ha. Rồi ta đi vào câu số 3. À, nguyên tố X thuộc chu kỳ 3 nhóm A có hình nguyên electron của X. Thì cấu hình nó trong X chu kỳ 3 nhóm 3A là nó phải có cái dạng cuối cùng là 3S2 3B1. Thì mình chọn là 3S2 3B1 là đúng. Đấy, B. Ta đi vào câu số 4. Trong tự nhiên bromide có hai đồng vị là 35 brom 35 mai 7 35 79 và chiếm 50 thì 69% và 35 81 chiếm nhiêu đây phần trăm nguyên tử khối trung bình của VR là dễ quá. Nhiên là chúng ta sẽ gặp những câu nó rất là dễ để cho học sinh nó có điểm. Đúng không? Thì câu nào mà cũng khó hết thì có nhiều bạn là học yếu thì sẽ không được điểm. Rồi bấm máy ha. 79 nhân 50,39 cộng 81 nhân 49,31 chia cho 100 bằng là 79,9862. 79,9862 rồi. Này nó có 2 nha, có đáp án D. Rồi. Ta đi vào câu số 5. Công thức hợp chất khí tạo với nguyên tố R và nguyên tố hydro. Nguyên tố hydrogen mới đúng. À, xem là khí hydrogen, khí hydro. Để là khí hydrogen, thôi kệ nó, để hydro cũng được. Rồi RH3, tức là R có hóa trị là 3 đó. Trong oxide mà R có hóa trị cao nhất,
thì oxy chiếm như phần trăm nguyên tố rồi thì dễ quá rồi đúng không? Thì đó là cái công thức phân tử cái khí R là CH3. Nếu mà trình bày theo tôi luận là cái gì đó nên đó, trong oxide công thức oxide nên công thức trong hợp chất với oxygen trong công thức hợp chất của R với oxygen có dạng là R đúng không? O R là quá trị 5, 8 trừ 3 là 5 á. Còn O là quá trị 2. Vậy là RO2. Mà đề bài cho trong oxide mà R có hóa trị cao nhất á, thì trong hợp chất oxide ghi đầy đủ luôn ha, oxide của trong hợp chất oxide mà R trong hợp oxide mà R có hóa trị cao nhất là rồi ta dùng cái công thức phần trăm của oxygen nè chiếm bao nhiêu đó, phần trăm của oxygen trong R2O5 á, là bằng 74,07%. Vậy ta lấy O2, O đúng không? O là 5, lấy 5 nhân cho 16 đó, chia cho tổng là 2MR cộng cho 5 nhân 16 nhân 100%, nó bằng là 74,07%. Thì chúng ta bấm máy thì chúng ta đừng có dùng dấu đường đường chia ra ha, chia ra MR. Bấm máy mình bỏ đi 2% đi. Được chưa? Thì bấm mà. Tức là 5 nhân 16 là 80. Rồi chia cho 2x cộng cho 80. Đúng không? 80 nè. À, nhân cho 100. À, 80 nhân 100 chia cho 2x cộng cho 80. À, nó sẽ bằng 74,07. À, bấm shift son. 1 bằng 14,00 là 14. Thì C ra R là nguyên tố nitrogen. Ký hiệu là gì? N. Thì chọn đáp án B. Ta đi vào câu số 6. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có tính phi kim mạnh nhất, cho biết nguyên tố này trong thành phần hợp chất Teflon được sử dụng chống chảy chống dính. Mạnh nhất là fluorine. Chùm nhất ha. Rồi, nói chung là cái này mình phải nhớ thôi chứ sao giờ. Được chưa? Tức là có tính phi kim mạnh nhất nó fluorine. Rồi, chọn đáp án là C. Rồi ta đi vào câu số 7. Cho biết ký hiệu nguyên tử Br là, ủa sao Br19 được? Cái này bị nhầm rồi. 19 39 là K. Hiểu không? Đánh máy sai. Sửa lại nha, chữ K chứ không phải chữ Br đâu. Potassium Br là 35 80. Nhận định là sau đây về ít là không đúng. X thuộc chu kỳ 3 nhóm. Tức là bây giờ mình biết biết chu kỳ mấy thì mình biết cái cấu hình electron của X là đúng không? 1s bình, 2s bình, 2b6, 3s bình, 3b6, 4s trước đúng không? 4s1. Thì suy ra X thuộc chu kỳ 4 nhóm, X thuộc chu kỳ 4 nhóm 1A. Rồi, vậy đúng. A đúng, đáp án A đúng. Tiếp theo, X không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là sai. B sai, vì K nó tác dụng với nước. Cái này là chữ X nha, là chữ X, này là chữ X, là chữ R này. Chữ X. Vì X tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. Ở nhiệt độ thường tức là kali, hiểu không?
Nhưng đây là ít thì cộng cho nước đi. Đó, nó sẽ cao hết. Potassium cộng hydro bay lên. Đó. Rồi, cân bằng. Hiểu không? 2, 2, 2. Cụ thể là K. Câu C. Ít là nguyên tố kim loại có tính kim loại mạnh. Đúng. Số neutron của nguyên tử là 20. Đúng luôn. C đúng. À, C ít. C đúng. Vì ít thuộc nhóm 1A nên là kim loại mạnh. Câu D đúng không? Đúng luôn. Vì số neutron là nó bằng số khối trừ cho số rồ tông. À, số khối trừ cho số hiệu nguyên tử. À, 39 trừ cho 19 còn 20. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là B. À, ta đi vào câu số 8. Khẳng định là sau đây là luôn đúng. Trong một nguyên tử có số rồ electron và số rồ tông. 7. Nguyên số rồ tông nó trong sai. Số electron nó trong số electron và rồ tông đúng. Đó. Nói chung là câu D. À, câu số 9. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là hàng này là thuộc nhóm 6A. Trong hợp chất khí của X với hydrogen, X chiếm nhiêu phần trăm về khối lượng? Phần trăm khối lượng của X trong oxygen cao nhất, phần trăm khối lượng của X trong oxy cao nhất. Hàng này đúng không? Nè, nguyên tử của X có cấu hình electron ngoài cùng nên X nên có cấu hình ở trong ngoài cùng là nên ít thuộc nhóm 6A và thuộc nhóm 6A cho nên phần trăm khối lượng oxide đúng không? Bây giờ trong hợp chất khí suy ra công thức trong hợp chất khí của ít với hydrogen có dạng tức là tạ 6 là mình không có ghi được ít H6 gì là sai nha. Lấy 8 trừ 6 là 2 đó. H tối đa là 4 thôi, chứ không có 6. H cho hydrogen thì ta có là phần trăm. Đúng không? Phần trăm của ít. Phần trăm của ít trong cái X2 đó. Đó. Để cho là bằng 94,12%. Cái này suy ra. X, X đây là 1, đúng không? M-X. Chia cho mx cộng 2 nhân 100%. 94,12%. Chia xe ra mx. Mình sẽ bấm máy. Đó. M là x là 100 nè. X. Đúng không? Chia cho x cộng 2. Đó. Nó sẽ bằng là 94,12. Đó. Ship son. 32,0 là 32 nè. Thì chơi thì C là X đó là SO2. Thôi mình khỏi ghi, biết X là gì luôn. X là S đó, là sulfur đó. Khỏi biết cũng được. Đúng không? Vì X thuộc nhóm gì? 6A. Nên oxide cao nhất của X có dạng là hai gì mình ghi XO đúng không? X này là nhóm 6 là hai để qua đây có chỉ hai nhưng mà rút gọn như hai còn là X3 và nó kia tính phần trăm khối lượng của X trong oxide cao nhất đó, tức là phần trăm đó, của X nó bằng là X đúng không? MX đó. Chia cho MX cộng cho 48 nhân 100%. MX mình là 32 chia 32 cộng 48 nhân 100%. Rồi bấm máy ra thì chúng ta chừa cái đơn vị phần trăm lại 3200 chia cho 32 cộng 48 bằng là 40%. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Rồi. Ta sẽ đi vào câu số 10. Nguyên tử sodium Na có điện tích hạt nhân là cộng 11.
số electron và số proton trong nguyên tử này. Nó có là điện tích hạt nhân là cộng Z là bằng cộng 11, cho nên chia Z là bằng 11, chia ra electron bằng proton bằng Z bằng 11, đúng không? Số electron và proton trong nguyên tử này lần lượt là 11 và 11, vậy mình sẽ chọn đáp án là A. Ta đi vào câu số 11. Nguyên tố X thuộc nhóm 6A, công thức oxide cao nhất của X. Quá dễ rồi, nhóm 6 đúng không? Vậy đây là X nè, O nè, 6 để đây. O là 2, đó đơn giản như 2, còn XO3. Đó, vậy mình sẽ chọn đáp án là C. Rồi, ta sẽ đi vào câu số 12. Câu số 12. Cho nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 9, 16, 17, phát biểu là sau đây là đúng. Thứ tự tăng bán kính nguyên tử. Thì bây giờ mình viết cái cấu hình nè. À, electron của X là đấy, 1s bình, 2s bình, 2p thì 5, đúng không? Rồi suy ra X vị trí nha, X vị trí của X nha, là ở ô thứ 9 chu kỳ 2 nhóm 7A, đúng không? Rồi, nhóm 7A đó là fluorine đó. Rồi, cấu hình electron của Y là 16 đúng không? 1s bình, 2s bình, 2p6, 3s bình, 3p4. Thì ra vị trí của X là ô, ô thứ nhiều, ô thứ 16 chu kỳ 3 nhóm 6A. Rồi, cấu hình electron của Z là này, mình thêm số 1 vô thôi, chưa, này là Y nhé. Rồi, đây là 5 đúng không? Đó, 17, vị trí của X là ô thứ 17, chu kỳ 3, nhóm 7A. Rồi, thì ở đây thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử. Thì nếu mà giải thích bài này cũng hơi bị lâu á. À, nhóm 7A này, tức là trong cùng chu kỳ 3, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Hạt nhân ha. Tính cái gì, nó hỏi là gì? Bán kính nguyên tử, bán kính nguyên tử giảm dần, cho nên suy ra bán kính nguyên tử giảm ha, tức là cái bán kính nguyên tử của R của Y ấy, sẽ lớn hơn R của Z, nên là mình sẽ đáp án A chứ nha. Rồi, trong cùng nhóm 7A theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử tăng dần dẫn đến bán kính nguyên tử tăng dần, thì R của gì? R của thằng Z, X thì Z lớn hơn R của thằng X, từ đó ta suy ra đó, R của Y lớn hơn R của Z, lớn hơn R của X, cho nên thứ tự bán kính nguyên tử là X nhỏ hơn Z nhỏ hơn Y, mà nó có X nhỏ hơn Y nhỏ hơn Z thì A sai. Đó, mới xét câu A thôi nha. À, cô nó hỏi con nào đúng mà. Các nguyên tố này đều là kim loại nhóm 7A. Cái gì? Kim loại thì sao nhóm 7A được? Thuộc đi, đều là kim loại thì sao nhóm 7A? 7A là sao kim loại được? À, nó chắc nó nói nhầm cái kim nha, các nguyên tố à, thì cho nói chung là sai đi. Rồi, X bán Y tính phi kim tăng dần. Các nguyên tố này không cùng thuộc một chu kỳ, đúng. Nói chung là B sai, B sai, vì các
nguyên tố này đều là phi kim. Và thuộc các nhóm 6A, 7A, B sai. C, các nguyên tố này không cùng thuộc một chu kỳ. Không cùng thuộc một chu kỳ, đúng. Đúng không? Nó không cùng thuộc một chu kỳ là đúng, C là đúng. Vì thuộc các chu kỳ 3, 2 và 3. Rồi câu D, thứ tự tính phi kim tăng dần thì tức là cái tính phi kim, tính phi kim ha, cũng làm biến là làm cho nhanh thêm kim, cũng như tính bán kính nguyên tử ấy, tính phi kim, nhưng mà bán kính nguyên tử là ngược cái tính phi kim chứ, tính phi kim ngược cái bán kính nguyên tử đó, cho nên suy ra được không, tính phi kim, tính phi kim là ngược với bán kính này, tính phi kim đó. Thứ tự tính phi kim tăng dần ngược với bán kính nguyên tử theo như cái kia ha, tức là tăng dần làm lấy y bán z bán x, thì đáp án D loại, D sai ha, vậy mình chọn C. Rồi, ta đi vào câu số 13. Cho biết cấu hình ở đất trong của x là như thế này. Y là như thế này, nhận xét là C là đúng. X, đúng không? Có 5, nè, ta nói nè, đây là kim loại phi kim hiếm đúng không? X có là nguyên tố B. Nguyên tố B và có 5 electron lớp ngoài cùng, nên là phi kim. Rồi. Y là nguyên tố F và có một electron lớp ngoài cùng, nên là kim loại. Vậy đây nó nói là X Y đều phi kim sai. X và Y đều kim loại sai. X phi kim, Y kim loại. X là phi kim, Y là kim loại đúng á. C đúng. X, Y là điều hiếm sai. Vậy chọn C nhé. Rồi. Ta đi vào câu số 14. Giải nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại? Thì mình thuộc nhóm không? Tức là nó có nè. Nói chung là cái này à. Xét đáp án A nha. Thứ tự tăng dần tính kim loại. Cái này mình giải thích ra là xỉu luôn á. Thầy chỉ ghi ra đúng thôi chứ không thể nào ấy được. Hiểu không? Thì tính kim loại là nhóm 1A là dữ nhất đúng không? Vậy rubidi, cesi, natri, kali. Thì thứ tự nè. Đó. Bé là A. Bé này. Đó. Tăng dần. Tăng dần kiến kim loại, vậy dẫn ra đáp án A là đúng. Rồi, câu B, thứ tự tăng dần tính kim loại. Tức là trong này là bari nhỏ hơn lithium, nhỏ hơn natri, nhỏ hơn kali, vậy dẫn ra B sai. À, tức là nhóm 2A nó nhỏ hơn 1A, 1A thì chỉ trên dưới tính kim loại tăng dần. Được chưa? Thì cái này là B này, nhỏ hơn K, B. Natri, kali, rubidi, cesi, rong ti là cái kia, bậy 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 nha. Rong ti không phải, cái này là sai nè. Đây. Magie đúng không? Magie cái này à. Tức là magie nhóm 2A, mình xem như nhóm 2A nó nhỏ hơn nhóm 1A đi. Mà natri, kali, rubidi, cesi. Còn liti, natri, kali, rubidi, cesi. Rồi, gì mới đúng rồi. A sai chứ quên. A sai nha. Rồi. Berry, rồi cái này magie nè, kali, rubidi. Rubidi DT natri kali rubidi cesi, vậy này nó bé hơn. Rồi.
Vậy đáp án này là đúng đúng không? À, kim loại tan dần là C đúng. Còn câu D là thứ tự kim loại tan dần nè. Tức là nhôm là nhóm 3A nè, bán 2A nè, bán Na nè, bán K nè. À, D sai, thì chọn C. Rồi. Ta đi vào câu số 15. Tổng số hạt của một nguyên tố là 40. Số biết số hạt proton nhiều hơn số hạt neutron là 1. Đó, cho biết nguyên tố thuộc loại nguyên tố nào. Theo đề bài ta có muốn biết nguyên tố nào phải biết cấu hình ở trong nó ra đúng không mới biết được. Đó, tổng số hạt này là B cộng E này, cộng N là bằng 40, và nó cho biết số hạt proton nhiều hơn số hạt nơ trong. Sao proton nhiều hơn nơ trong được ta? Vậy là nguyên tố proton sao nhiều hơn nơ trong được? Nơ trong nhiều hơn proton chứ. Số hạt nơ trong nhiều hơn nơ trong à? Có nào bị sang đâu? Chỉ có hydrogen là mới được thôi mà hydro đâu có tới 40 gì à? Đúng không? Ít cho hạt rồ tâm. Nếu mà nhiều hơn nữa trong bấm máy là nó âm rồi. Mod 9, 1, 2. Ở đây là 2, 1, 40. Đó, mình lấy 1, 1 trừ nhau đúng không? Là bằng 1. Đó, âm liền. Thầy đoán cái này nó nhầm. Tức là ngược lại đó bạn. À. Ở đây là trừ 1 nè. Ê, một rồi chính xác á, 13, 14. Vậy là nhầm nha, cái này là do đề nó nhầm đó. Số hạt proton nhiều hơn số hạt nơ trong, ít hơn rồi. Vậy lấy nơ trong trừ proton bằng 1, chỉ có hydrogen là nhiều hơn thôi, còn nhiều tất cả là ít hơn hết. Đấy, đúng rồi. Hai đó là 2z nè cộng n đúng không, 2z cộng n bằng 40, ở đây là trừ z, hai trừ z cộng n bằng 1, thì đó mình suy ra là 13 với 14, n bằng 14. Rồi, suy ra mình biết cái cấu hình này nó trong cấu hình electron có z bằng 13 là 1s bình, 2s bình, 2p6, 3s bình, 3p1, cho nên là nguyên tố gì? Là nguyên tố B. Tại vì nó cuối cùng nó điền vào chữ B, chọn đáp án là C. Rồi, ta đi vào câu số 16. Nguyên tử iron Fe có 26 electron, điện tích hạt nhân của nguyên tử iron. Điện tích hạt nhân đó chính là Z cộng, cộng Z là cộng cho Z đó, là cũng là cộng E nó bằng Z. Thì ta có 26 electron đúng không? Ta có Z nó bằng E là bằng 26. Thì cộng Z là cộng 26, chọn đáp án là B. Rồi, ta đi vào câu số 10, 17. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử hạt nhân thì có hai loại thôi. Chỉ có trừ hydrogen là không có nơ trong thôi. Hiểu không? Proton và nơ trong. Chỉ trừ gì? Trừ hydrogen thôi. Trừ hydrogen là không có nơ trong thôi. Hiểu không? Còn tất cả lại đều có. Thì ta chọn đáp án là gì? Hạt nhân nha, chứ không phải là nguyên tử nha. Nguyên tử mới vào là hạt nhân là chân trong cái ruột của nó ấy. Thì ta sẽ chọn đáp án là B. Rồi, ta đi vào câu số 17, đến 18. Cation X3 cộng và Y2 trừ đều có cấu hình ở trong lớp ngoài cùng, vị trí của X trong bảng tuần hoàn. Rồi nè, cấu hình là ở trong của X3 cộng
là một ít bình, hai ít bình, hai vi sáu, đúng không? Suy ra cấu hình ảnh ở trong của ít. Là nó mất đi 3e, đúng không? Nó mới trở thành x3 cộng. Đó. Thì đây là 3x bình 3v1. Đó, vậy mình suy ra vị trí của x đó là ở chu kỳ 3 nhóm 3a. Rồi, cấu hình ảnh ở trong của y y 2 trừ là này. Vậy mình tìm ra cái cấu hình ảnh ở trong của y, suy ra cấu hình ảnh ở trong của y, y là nó sẽ sao ít hơn y 2 trừ 2, vậy là mình sẽ bớt đi 2 vô 2v4. Đó, thì mình suy ra vị trí của y đó là chu kỳ 2 nhóm là 6a. Vậy mình thấy x là chu kỳ 3 nhóm 3A, y chu kỳ 2 nhóm 6A đáng B. Chưa có cái đề mới. Nếu có mấy cái đề mới mà nó ra cái dạng giống như đúng sai thì sẽ giải ha. Mình tạm thời giải mấy cái đề cũ đi. Tại vì môn toán thì nó có, còn mấy môn này ít á, lý hóa hầu như thi rồi mới có thôi, chứ còn ít có ai chọn sớm. Còn sớm là người ta chế lại thôi, người ta chế thì cái chuyện nó dễ, em hiểu không? Nó giống như lấy mấy cái câu ABCD á, mình thay bằng đúng sai thôi, hiểu không? Mình đổi lại biết đáp số nó, mình đổi lại cái khác thôi, mình muốn đúng sai cho mình. Mà thầy cũng cứ làm gì đi, không quan trọng đâu, chủ yếu là toán này. Nguyên tử x có cấu hình ở trong như này, xác định vị trí x cơ bản trường hoàng, rồi vị trí của x thì mình thấy đó, nó là tổng, nó là chín, đúng không? Là ô thứ 9 chu kỳ, mình thấy nó là chu kỳ 2, đúng không? Đó, nhóm là S với B là cộng là 7, là nhóm 7A. Đó, ô thứ 9 chu kỳ 2 nhóm 7A, ô thứ 9 chu kỳ 2 nhóm 7A. Ủa sao lại không có 7A ta? Ô thứ 9 là chu kỳ 2 là nhóm 7A. Cái này nó có 7B, 5A, 6B. Vì có lẽ nó bị sai chọn. Nói chung là đánh từ giống sách ra nó bị sai là bình thường thôi, sửa lại đánh D đi ha. Ô thứ 9 là chu kỳ 2, chọn D đi. Mình không biết cái này ở đâu rồi đúng không? Cho nên thôi cứ làm đi. Rồi, electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ với hạt nhân nhất? Lớp K nha. Thứ tự nè, chặt chẽ nè. Đó, tức là càng gần càng chặt chẽ, đúng không? K là K này, L, M, K L M N O V Q. Rồi, vì chặt chẽ nhất tức là K, chọn đáp án là gì? A. Gần hạt nhân nhất, chặt chẽ nhất. Còn cái năng lượng liên kết thì ngược lại nha. Cái năng lượng mà nó ở cái lớp này là nó ngược lại đó. Năng lượng liên kết nó là ngược lại đó, nó ngược lại cái dải đó, càng xa nó càng lớn. Còn cái thứ tự liên kết chặt chẽ thì nó là như vậy. Rồi, nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số, cùng gì, cùng số rồ tông. Rồi chọn đáp án cái này lý thuyết thôi, chọn đáp án C. Câu 22. Nhóm A bao gồm các nguyên tố là S và B thôi. Là nguyên tố S và nguyên tố B. Còn D với F là nhóm B, nguyên tố B, nguyên tố S là thiếu. Vậy mình chọn C. Câu 23. Nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của nguyên tố là do sự biến đổi tuần hoàn. Do sự biến đổi tuần hoàn, nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố.
biến đổi tuần hoàn các nguyên tố là do sự biến đổi cấu hình electron, lớp ngoài cùng của nguyên tử, số hiệu nguyên tử, điện tích hạt nhân, cấu trúc lớp vỏ electron là do cấu hình ở trong lớp ngoài cùng. Đó. Rồi, chọn đáp án là A. Câu số 24. Cái gì mà cũng dài ghê ha. Số 24. Ba nguyên tử này phát biểu là sau đây là đây là ba đồng vị của sao cô D nó có giữ người ta. Này đánh máy chắc bị dư quá. Hạt nhân 12, C, cấu trúc. À, chắc thầy đánh máy bị sai. Câu này là copy chỗ này là nó dư. Ok. Cho ba nguyên tử đúng không? À, phát biểu là sau đây là sai. Đây là ba đồng vị. A là đúng. Hạt nhân của mỗi nguyên tử có 12 proton đúng luôn. Ba nguyên tử trên đều thuộc nguyên tố Mg đúng luôn. Số electron của nguyên tử lần lượt là số electron là sai. Câu D là sai vì số electron nó giống nhau, vì số electron của các nguyên tử trên lần lượt là chỉ khác nhau về proton thôi, là 12, 12, 12 chứ không phải 12, 13, 14. Chọn câu sai là câu D. Rồi, ta đi vào câu số 25. Fluorozin là hợp chất và hợp chất của nó được sử dụng làm chất chống sâu răng, cách chất cách điện, chất làm lạnh, chất vật liệu chống dính, vân vân. Nguyên tử fluorodiên có 9 hạt electron và 10 hạt neutron. Tổng số hạt proton và electron ở trong nguyên tử là nhiêu? Chỗ dễ quá. Tổng thì là có là gì? Là 2Z cộng cho B cho N là 2 nhân 2 là bằng 2E đó. Cộng cho N 2 nhân E là 9 cộng cho 10 là bằng 18, 10 là 28. Chị chọn đáp án là D. Rồi, câu 26. Nguyên tử, một nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp B là 11. Nguyên tố X là gì? Thì chúng ta biết cái cấu hình electron của X là 11 có 1X bình, 2X bình, B 2B6 là mới có 6 và còn 5 nữa đúng không? Là 3B5 đó. 3X bình, 3B5 đủ 11. Đúng không? Thì X là nguyên tố B. Đó, vậy ta chọn đáp án là C. Câu 27. Trong dãy ký hiệu các nguyên tử, dãy nào chỉ cùng một nguyên tố hóa học? Nguyên tố hóa học là giống nhau về số proton hay là số hiệu nguyên tử? Câu B đúng. Mấy câu kia sai hết. Này 10, 11, này 6, 7, này 26, 7. Nên chọn B. À, các nguyên tử các nguyên tử cùng nguyên tố hóa học là câu này nè CDE vì sao vì có cùng số proton là B bằng 8 số proton là 8 chọn B. Đó, hiểu ha. Dễ đúng không? Câu 28. Ovitanet có hình dạng là gì? Là hình dạng là hình cầu. Còn orbital mà B có hình dạng là gì? Có hình dạng là hình số 8 nổi. Còn orbital mà DF có dạng phức tạp không đề cập sách giáo khoa thì chúng ta chọn là hình cầu đáp án D. Ta đi vào bài tập tiêu luận tập số 1. Bạn thấy học hóa nó dễ không? Sau dưới toán bạn thấy cảm giác là sao? Nó cực kỳ dễ luôn, nó không có cái kiểu gọi là giống như mấy cái kia. Thấy chưa? Ca ti âm là ion dương, ít cộng có hình ảnh ở trong ngoài cùng, biết có hình ảnh trong quỹ quá dễ luôn.
Nè, cấu hình, mình viết cấu hình F trong của X cộng nha, cấu hình F trong của X cộng trước là viết tới 2B6 nha, 1X bình, 2X bình, 2B6. Đó, từ đó mình mới suy ra được cấu hình F trong của X, X nó lớn X cộng một đơn vị. Đó, tức lần này mình thêm một vô mình phải nhảy qua là 3X1. Đó. Còn X trừ thì nó mới lớn hơn X, còn X ít nó lớn ít cộng nhưng mà nó bé ít trừ ha. Hả? Rồi một đơn vị câu B. Câu B là sao? Cho biết vị trí của x, vị trí của x ở ô ô số ô thứ mấy đây? 11. Không, ô thứ 11 chu kỳ 2. Đúng không? Chu kỳ 2. Nhớ một a chu kỳ 3 chứ quên rồi, chu kỳ 3 ba ha, cho một a. Rồi xong câu này dễ ha. Rồi ta đi vào câu bài 2, bài 1, bài 2. Một nguyên tố X có hai đồng vị, có số nguyên tử tỷ lệ là nhau là 27, 23. Hạt nhân nguyên tử X có 35 proton. Hạt nhân đồng vị 1 có 44 nơ trong, hạt nhân đồng vị 2 nhiều hơn đồng vị 1 là 2 nơ trong. Xác định nguyên tử khối trung bình của X. Thì mình gọi hai đồng vị nè, gọi hai đồng vị của X lần lần lượt là ví dụ ở đây lần lượt là X đúng không? Thì đây là Z. A1 S và Z A2 S đó, có tỷ lệ đúng không? Có số nguyên tử nè, tỷ lệ với nhau 27 23. Thì theo đề bài đã có thì nó có ba cái hệ. Thứ nhất đó là tỷ lệ 27 23 là phần trăm, 27 23. Vậy mình hiểu là sao? 27 23 là em hiểu cái phần trăm là thua rồi đó. Tức là thật ra là thằng này nó chiếm 54%, thằng kia nó chiếm là 46% đó. Hiểu không? 27 23 là nó là như thế đó. Rồi. Tức là nè, mình gọi xi cho thầy chỉ nè, gọi xi. Gọi xi lần lượt là phần trăm, tính phần trăm ngay trước này, của hai đồng vị x1 và x2. Thì theo đề bài ta có hai cái trước thôi ha, làm cái phần trăm chúng tách tách ra làm trước. Tức là x cộng y á, là bằng 100. Đó. Và x chia cho y là bằng 27 cộng 23, làm gì cho nó dễ đi. Kêu lỡ kia nó ra lẻ nữa em không hiểu mất công. Được chưa? Hai mình quăng mau quăng lại đó. 23x bằng 27y, vậy là 23x trừ cho 27y bằng 0. Rồi thì đó mình suy ra, mình bấm là xy. Đó, bấm là xy, mod 9 1 2 1 bằng 1 bằng thì nhẩm là cũng ra là 46 với 54 46 đó. Nhưng mà bấm cho em hiểu đó, 23 nè, trừ 27 nè. 0. Đó, 54 46 đúng không? X nè, 54 y là 46. Đó gì chúng ta có được phần trăm nó rồi, đúng chưa? Muốn tính trung bình là phải biết được A1 với A2. Đó, hạt nhân nguyên tử X có 35 proton. Nè, có là hạt nhân nguyên tử X có 35 proton nên Z là bằng 35. Rồi. Hạt nhân đồng vị 1 lần lượt là hạt nhân đồng vị 1 ở hai đồng vị 1 và 2 của X lần lượt là hạt nhân của đồng vị 1 có 44 nơ trong. Tức là hạt nhân đồng vị 1 44. Vậy cho nên hiểu không? 44 nơ trong. Tức là A1 trừ cho Z đúng không? Còn 44 à, này 2 A1 trừ cho 35 bằng 44 2 A1
bằng 78 đúng không? Chuyển qua là 78, 79. 79. Rồi, hạt nhân đồng vị 2 nhiều hơn đồng vị 1 là 1 neutron. Nên sao? Nên A hạt nhân đúng không? Hạt nhân nên A2 trừ cho A1. À, đúng không? A2 nhiều hơn 1 neutron trừ cho A1 là bằng 1. Từ đó mình suy ra A2 sẽ bằng A1 cộng với 1 tức là 1 cộng cho A1 là bằng 1 phần 79 là bằng 80. Để suy ra đi. Rồi, quá dễ rồi. Chung mấy bài này có gì đâu khó. Rồi, nguyên tử khối trung bình. Đúng không? Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X. Đó, mình dùng thức nguyên tử khối trung bình thôi. Đó, là A ngang của X. À, mình sẽ lấy là phần trăm của nó là 54 nhân cho 79 cộng A1 là 79, 46 nhân cho 80 chia sang trăm, đó là brom các bạn hiểu không? Brom mai đó. À, 54 này nhân cho 79 cộng cho 46 nhân 80 này, chia cho trăm, 79 thì 46 cho nên mình thường dùng là 80 á, làm tròn. Rồi ta đi vào câu 3, bài số 3. Rồi. Oxide cao nhất của một nguyên tố là RO3. Nó có trong thành phần của oleum. Oleum là gì? Mình biết rồi đó rồi. Đúng không? Tức là H2SO4 ngậm N nước đó, được sử dụng trong nhiều chất nổ. Trong hợp chất khí của R với hydrogen thì có 5,88 hydrogen về khối lượng. Oxide cao nhất của nó nè. Đó. Cho nên nên R thuộc nhóm 6A. Rồi vì R xác định nguyên nguyên tố R trước đúng không? Đấy. Rồi vì vì R thuộc nhóm 6A. Nhóm 6A nên hợp chất khí của R với hydrogen có dạng R, nếu mình dùng R6 là sai đó, lấy 8 trừ 6 là 2 thôi. Đó. Và đề cho là gì? Phần trăm của hydrogen chiếm 5,88, tức là phần trăm của hydrogen ở trong RH2 là bằng 5,88. Thế này suy ra. Đó. Phần trăm hydrogen thì đây có 2 nè, chia cho MR cộng 2 nhân trăm phần trăm bằng 5,88%. Từ đó mình bấm máy ra MR. Mình dùng shift son bấm ra 2 nhân trăm là 200 chia cho x cộng 2. À, mình sẽ cho bằng 5,88. Bấm shift son bằng 32. Đó, vậy nó kia xác định nguyên tố thì suy ra R là nguyên tố sunfur, ký hiệu hóa học là S. Rồi, ghi chữ vậy đi ha. Rồi, ta đi vào câu B. Câu B là công thức phân tử hydroxide tương ứng với oxide cao nhất. Thôi cái này dễ lắm. À, đầu tiên là đã có công thức oxide cao nhất là SO3. Đó, từ đó suy ra công thức phân tử của hydroxide cao nhất đó là H2SO4. Rồi. Xong. Là hoàn thành xong cái đề này. Các bạn có thắc mắc ở chỗ nào không? Không ha. Đấy.